Nhiều anh em có hỏi là VF3 thì gương điện, gương cơ thì đây là xin trả lời anh em là đây là bằng gương cơ nhá. Gương cơ thì rất nhiều dòng xe trên thị trường chúng ta đang dùng bây giờ gương cơ rồi. Tuy nhiên cái con này gương cơ nó có thêm một nhược điểm nữa. Ngoài gương cơ rồi thì cái bề mặt trong này cũng là bề mặt cố định luôn, không chỉnh được bằng điện. Đấy, mà cũng không chỉnh được bằng cơ. Mặt gương. Do vậy anh em muốn chỉnh gương thì anh em phải chỉnh nguyên cụ này. Thế trường hợp mà chúng ta ngồi trong lái xe. Đấy. Chúng ta ngồi lái xe nhá. Chúng ta ngồi lái xe mà chúng ta muốn chỉnh cơ thì chúng ta lại đấy. Chúng ta ngồi lái xe mà chúng ta muốn chỉnh cơ thì anh em ạ, chúng ta lại phải hạ kính vào, hạ kính xuống này. Đấy, chúng ta chỉnh xong ra mới đi nhá. Bên này này, và chúng ta cũng phải ra đây chúng ta chỉnh. Đấy, chỉnh mặt gương này cho hợp lý. Anh em nhìn đây này, mình phải chỉnh mặt gương này. Đấy, chỉnh mặt gương nhá. Chỉnh mặt gương ấy hợp lý thì chúng ta mới lái được xe. Đấy, nhược điểm này. Nhưng mà hy vọng là sắp tới là anh em sẽ đưa ra những cái bản độ về mặt gương. Ngoài chỉnh được cả mặt gương theo bốn hướng, chỉnh được cả cụm này nữa thì là tuyệt vời anh em nhá.